Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Gạo lứt giúp bớt trầm cảm. Bất kỳ ai đến xóm gạo lứt thuộc xã Thanh Tuyền, Dầu Tiến, Bình Dương đều được nghe nhiều câu chuyện thú vị và đầy tình nghĩa của những người thực dưỡng ở đây, giúp nhau thoát khỏi bệnh nan y và giải độc khi bị rắn cắn hoặc ong đốt. Và bất kỳ ai đến đây cũng ghé thăm bà Đỗ Thị To, sinh năm 1954, mà mọi người thường gọi một cách trìu mến là dì Hai. Dì là người cởi mở và yêu đời, từ một người không biết chữ và bệnh tật rất nhiều. Vậy mà sau khi ăn gạo lứt, dì không những đọc chữ ro mà còn khỏe mạnh nữa. Trước đây dì Hai bị trầm cảm, hở van tim, rối loạn thần kinh tim, đau bao tử, sơ gan, sạn thận, phù, đau nhức các khớp chân, viêm đa xoang, viêm lỗ tai, mất ngủ. Các chứng bệnh này hành hạ dì hơn 10 năm. Lúc còn bị trầm cảm, suốt ngày suốt tháng dì không nói chuyện với ai. Bao tử thì đau ngấm ngầm suốt ngày suốt đêm, đau bỏ ăn luôn. Dì mập hơn 60kg, mắt lúc nào cũng đỏ và chân đi không nổi. Dì nói ban đầu bệnh ít, đi bệnh viện và uống thuốc tây triết bệnh sinh nhiều hơn, bệnh khớp đớp tim. Uống thuốc khớp sinh ra bệnh tim, thận suy thì tỳ yếu, kết quả là đau bao tử có liên quan đến tỳ. Dì nói hồi đó thường xuyên đau nhức, đau bụng nên thường tới một tiệm thuốc tây gần đó để mua thuốc. Có hôm 4 giờ sáng đã đứng trước cửa tiệm chờ mở cửa, nay cảm mà nhức chân, uống thuốc cảm thì đau khớp, uống thuốc khớp thì đau bao tử và thuốc khớp sinh ra gan bệnh. Gan bệnh rồi đến thận bệnh rồi gây mất ngủ, suốt đêm đau nhức chỗ này nhức chỗ kia, tràn cái bụng, đau cái lưng, nhói răng hông, nó làm trí không sao ngủ được, không ngủ được thì gây ra bệnh tim. Dì thấy bệnh của dì nó chuyển như vậy. Thời gian dì mất ngủ đi khám, bác sĩ cho uống thuốc ngủ. Khi gần hết thuốc, dì nhờ anh rể đang làm bác sĩ ở bệnh viện huyện Tri Phương mua dùng lại thuốc ngủ đó. Anh rể bảo không nên uống thuốc này nữa vì thuốc này quá mạnh, uống nhiều sẽ bị liệt chân tay và ảnh hưởng tới não. Nghe vậy dì không uống nữa và chuyển sang uống thuốc nam. Uống thuốc nam giữ nước trong người, một ngày uống 3-4 chén làm bụng bự và gây phù. Do thận yếu nên dì ăn một miếng tiêu thì mặt sẽ phù lên ngay. Năm 1999, dì được anh Trần Thanh Phong giới thiệu phương pháp thực dưỡng và tặng hai quyển sách về thực dưỡng. Dì không đọc được chữ nên tặng chúng lại cho người khác. Lúc đó anh Phong không biết dì Hai không đọc được chữ. Anh Phong là người đầu tiên mang thực dưỡng về làng này và cũng là người đầu tiên ăn gạo lứt của làng này. Sau gần 1 năm biết thực dưỡng mà bệnh tình của dì không thuyên giảm vì dì không ăn theo triệt để. Đến tháng 2 năm 2000, dì quyết tâm ăn theo nghiêm túc. Dì ăn số 7 chỉ ăn gạo lứt với muối mè trong 100 ngày. Không một ngày lơ là, dì sợ bệnh quá rồi. Đồng thời dì sử dụng các trợ phương như là áp nước gừng, dán cao khoai sọ. Sau 100 ngày ăn số 7, dì thấy các chứng bệnh hầu như biến đi đâu mất. Dì rất vui mừng và càng tin vào hạt gạo lứt. Dì nói hạt gạo lứt thấy đơn giản nhưng kỳ diệu lắm. Nó giúp phục hồi sức khỏe rất nhanh, không có món quà nào bằng món quà được phục hồi sức khỏe. Sau thời gian số 7 này, các phản ứng thải độc của cơ thể bắt đầu xảy ra. Thông thường những người khác phản ứng thải độc xảy ra trong lúc ăn số 7 hoặc thời gian đầu ăn gạo lứt. Nhưng đối với dì nó xảy ra sau thời gian dì ăn số 7 và lặp lại trong 6 năm liền. Cứ vài tháng nó xảy ra một lần, mỗi lần kéo dài khoảng 3 đến 10 ngày và làm dì buồn ngủ, tê nhức, mỏi mệt. Trong đó có 2 lần đáng ghi nhớ. Một lần xảy ra giữa năm 2000 và kéo dài 1 tuần. Nó làm dì đau bụng dưới quằn quại, thốn hai bên xương sống, hai bên hông, đau không nói được, đứng lên là choáng váng, đi phải vịnh giường vịnh vách. Lúc đó dì sụt tổng cộng hơn 20kg. Hàng xóm thấy vậy đến khuyên dì đi khám bệnh. Người này chỉ đến ông bác sĩ này giỏi, người kia chỉ đến ông thầy thuốc nam kia hay, nhưng dì không để tâm đến. Hàng xóm bắt đầu trách mắng dì, rằng người thì ốm nhách, yếu xìu, mà chỉ thầy thuốc hay thì lại không chịu đi khám. Họ đâu biết rằng người xưa dì mập trắng mà mang nhiều chứng bệnh. Dì nguyện trong lòng, sống cũng theo con đường này mà chết cũng theo con đường này. Lần hai xảy ra sau 6 năm ăn gạo lứt, nó làm cô đau nhức 3-4 ngày rồi cô nhịn ăn luôn. Sau 8 ngày nhịn đói, dì tiểu ra một viên sỏi bằng đầu ngón tay út. Từ khi viên sỏi đi ra khỏi cơ thể, dì hết mỏi tay chân, hết đau bụng, hết đau lưng. Từ đó đến bây giờ, không còn đau đớn gì nữa và tất cả bệnh tật được dứt hết. Sau khi ăn gạo lứt 1 năm, sức khỏe phục hồi, dì bắt đầu học chữ để đọc sách. Dì muốn đọc sách để tìm hiểu về thực dưỡng sâu hơn, nhưng dì không biết chữ. Mẹ mất sớm nên dì phải nghỉ học giữa năm lớp 1. Dì rủ những đứa trẻ trong xóm đến nhà chơi, rồi nhờ bọn trẻ chỉ cho dì học chữ. Ở nhà, dì tìm một miếng thiết, rồi sơn đen, dùng phấn tập viết lên bảng đó như trẻ nít. Khi đi hái hạt điều, người ta nghỉ mệt ngồi chơi, còn dì tranh thủ phả cát và tập viết chữ lên cát. Bà con ngạc nhiên thốt lên dì không đi học mà biết viết chữ nè. Dì nói nhờ ăn gạo lứt mà từ một người dốt nát trở nên sáng suốt, thân mạnh khỏe, tâm vui vẻ nên ý chí mạnh mẽ và học lẹ lắm. Vậy mà giờ đây dì đọc sách rất là nhanh, hiểu cũng nhanh,
Không những thế mà còn làm thơ nữa. Ai ăn gạo lứt muối mè, ăn rồi hết bệnh như trời sáng trăng. Dì đúc kết kinh nghiệm bằng những vần thơ: ăn ít không tham, ăn nhiều sinh bệnh, bệnh ở trong mình, bệnh chẳng đâu xa. Có lần dì hướng dẫn một người hàng xóm ăn gạo lứt chữa hết bệnh xơ gan. Lúc đầu khi dì đến nhà, người thân chửi dì như tát nước vào mặt. Lần nào đến cũng bị chửi nhưng dì vẫn đến thăm. Bị chửi là người khác thì buồn nhưng dì không buồn. Dì ngẫm nghĩ thành một bài thơ: ai ăn gạo lứt muối mè, người thân cản trở cũng vì tình thương. Sợ ăn gạo lứt ốm gầy, không ngờ gạo lứt muối mè nuôi ta. Ai mà đau bệnh ráng ăn, có tin gạo lứt bệnh lành như xưa. Bệnh lành đâu sợ nắng mưa, bởi ta hết bệnh nắng mưa không màng. Dì nói buồn là không được, không thương không ghét, không giận không buồn, không khổ không sầu. Người ta chửi mà mình buồn là mình còn bệnh. Dì sống vui thú giữa miền đồng quê. Dì nói thích thú lắm khi ngắm cây cỏ, nhìn hoa lá, nói chuyện với hoa, tối đến đốt đèn ngắm nhìn nó. Sáng ra nhìn cành ngắm hoa, nhờ ăn gạo lứt mà ta bệnh lành. Cuộc đời như hạt sương mai, nói đi đi mất có chờ chờ ai. Dì nói cuộc đời như thế nên sống vui sống khỏe, sống theo đúng tinh thần của thiên sinh Osawa là sống vui. Cuộc sống như vậy mới hạnh phúc, không buồn không phiền không oán trách, không sợ thử thách trong gai. Thấy những sự thoải mái của bà con trong làng thực dưỡng nên dì đúc kết ra bài thơ 10 sự sống. Phải tạo cho ta niềm hạnh phúc, sống cuộc đời vui vẻ tự do, sống cho ý nghĩa không lo không buồn, sống tinh thần không cần vật chất, sống vui tươi lợi ích cho ta, sống không bệnh không phiền con cháu, sống vui vẻ sức khỏe dồi dào, sống thiên nhiên phải ăn gạo lứt, sống đúng luật phải biết âm dương, sống bình thường không tham công việc, sống làm việc phải biết đúng giờ, ăn ít biết đủ là người dưỡng sinh. Dì nói ăn ít biết đủ là ăn một lon gạo làm trong ngày được 2 lon là đủ, làm đến lon thứ 3 là dư, trừ những người làm để cho người khác. Dì bảo thơ này nhờ ăn gạo lứt tạo thành chứ không ai dạy cho mình. Bạn của dì khen dì hay lắm, thấy cây cũng làm thơ được, làm nhanh lắm. Dì không những thích làm thơ mà còn mê đọc sách. Hiện tại dì sống một mình, không chồng không con, anh em dòng họ cháu cũng không ở gần. Vậy nhưng dì không thấy buồn bã cô đơn. Những người không ăn thực dưỡng thường sợ ma, buồn khổ và thương xót bản thân mình neo đơn quạnh quẽ. Dì sống một mình nên dì đồng cảm với mảnh đời lang thang không nhà trên tivi thường chiếu. Bạn bè của dì là những người thực hành thực dưỡng trong làng. Thỉnh thoảng những người thực dưỡng ở các tỉnh khác cũng về thăm và đàm đạo với dì và nghe dì chia sẻ kinh nghiệm. Có lần một người trong làng bị rắn độc cắn, nước miếng trào ra, miệng đã cứng. Dì và một cô bạn nữa cạy miệng ra nhét vào cơm của 3 trái ô mai muối lâu năm, sau đó cho nuốt sống 3 tròng đỏ trứng gà có trống. Dì và bạn dì đã cứu được người này thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Không còn bệnh thì vui sướng lắm nên gặp ai cũng muốn chia sẻ. Ăn thực dưỡng tạo niềm vui là thế.